Chưa đi tay được. Bỏ tay đi. Ba ba. Cái gì vậy? Để lấy tiền con mà. Chín đồng là 90.000 một con ạ. Đừng làm sườn chua ngọt, nướng đi. Mình nướng có lò nướng mà.
mình có lò nướng ạ. Được. Ok, giờ sẽ chuẩn bị đồ để nướng miếng sườn này nha mọi người nhá. Miếng sườn này quá ngon luôn rồi ạ. Anh em thấy mình thiết kế quả giếng được không? Quả giếng có một cái mạch nước gọi là vĩnh cửu. Quá đẳng cấp luôn. Một cái mạch nước vĩnh cửu luôn anh em ạ. Đấy gọi là giếng nó gọi là giếng gì nhỉ? Giếng thần đấy. Cốc 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 cái còn công tắc nữa. Là lên nước. Lên nước. Đó. Mọi người xem về cái phim ở trong phim được. Này, cốc cốc con này. Cốc 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 con. Miệng thần chú. Úng ba la còn công tắc lên. Nó tuôn nước. Giếng này do kỹ sư Lê Mạnh Cường chuyên ngành tin học cầu đường thiết kế. Thank you.
Ok, bây giờ sẽ tiến hành ướp nha anh em nhá. À nào, đổ đổ cái đấy vào đây đi. Rồi. Ok. À, đặt đây là nước sốt thần thánh. Là nước sốt thần thánh. Thế không có vào tàng gì đấy? Có, từ từ. Đây là trứng này. Muối này. Sugar baby. Okay. Rồi, nước thẳng thịt đây. Rồi. Cảm ơn mình nha. Ok. Ok nha, mẹ nha. Bây giờ mình đến trên một bước của mẹ. Quên trên một bước. Rau củ quả này thì chính là rau củ quả ấy. Mà trên cái đây thì cũng chất. Ướp làm sao cho thấm hết gia vị vào bún sườn nha mọi người nhá. Nhìn không ra thấy ngon rồi mọi người. Tại vì đây là bún sườn quá là đẳng cấp luôn. Thịt siêu nhiều mà ngon. Lật lại. Massage đi em nó. Đấy, dưới đây này. Vẫn còn rất nhiều luôn. Đó, nhưng mà. À, sau mình sẽ bọc giấy bạc và nướng bằng lò nướng chuyên dụng của anh em mình nhá. Nào. Ừ. Nhấc lấy giấy bạc nhá. Lát từ từ, lát từ từ. Nhấc nhấc cái mâm ra. Rồi, nhấc cái mâm để bể nước cái nhá, tí rội lên. Đặt đặt nước vào ghế đi. À, đặt ghế vào ghế đặt. Đặt lên ghế, đặt lên ghế. Rồi lấy giấy bạc. Kế cũng đặt kế vào đây. Quấn kín nó vào xong rồi bắt đầu đem nướng nha mọi người nha. Nướng ngay. Đấy. Đấy. Ok, từ từ nhá. Từ từ. Nào, mày anh giữ cho mình dội nước kia lên, dội nước lên lại đây. Dội nước sốt, nốt nước sốt nó lên nhá. Rồi, ok. Cả những cái kinh phí ở các đấy đi, đi. Chỉ một từ. Đỉnh. Một lớp này thôi nhé, xong là mình sẽ bắt đầu đem nướng nhé mọi người nhé. Thì để em đi nhóm lò anh nhé. Ok. Thấy thấy ngay. Ok. Cho thịt vào nữa. Anh ạ, đúng lắm. Đúng lắm. Nếu mà anh sẽ chờ những đẩy vào này nha.
Trong này nó rất là nóng nha mọi người nhá. Bây giờ sẽ phải bịt bịt cửa nó lại để cho cái hơi nóng nó giữ được lâu. Mấy là nó tản nhiệt đều mọi người ạ. Ok, bây giờ chỉ việc đợi thôi. Nó là được rồi đấy mọi người ạ. Tại vì mình mọc đấy bạn, nên là mình cho thời gian khá là dài. Đó, bây giờ mình sẽ cho ra nhé. Rất là nóng. Nếu mà cho ra xem thử không được thì mình lại cho vào tiếp. Đó, tiện lợi của đấy là nó là như thế. Dễ lấy và dễ cho vào mọi người ạ. Được rồi, bây giờ phải có đến tăng cái bố cổ thì đôi dài lại. Em dễ lấy không? Mình sẽ kiểm tra luôn là xem chín chưa nhá. Ôi, chín anh em ơi. Chín. Bọc rất là đơn hương. Bọc giấy bạc lâu chín cũng được, bỏng hết. Thế là bỏ ra ấy. Đấy, mở ra. Khả năng phải mở nó ra. Rồi mình sẽ cho nó mở ra nhá. Bọc giấy bạc cũng chín được. Sống nguyên nha anh em nhá. Để tầm 20 phút rồi. Anh ơi, em biết tại sao rồi. Bình thường nếu mà xương này để không ấy thì là nó chín rồi đấy. Nhưng mà có quả này. Lấy bạc. Với cả quả nó là nó ngại nhiệt chứ mọi người. Có quả nó tươi mà. Nào mình bỏ lấy bạc ra nhá. Đúng rồi đấy. Đó. Bây giờ đặt nguyên như thế này cho vào nhá mọi người nhá. Đấy, để như thế này thì ăn một chút. Đấy, như thế này thì không sợ nó sống nữa. Mà sẽ nhanh chín thôi. Mình nghĩ là khoảng tầm 15-20 phút thôi là nó sẽ chín. Ngon lắm. Không biết là hình như là cái chua hay sao ấy. Lấy xuống tí nữa ăn kèm với cả thịt là nướng ngon lắm mọi người ạ. Chua lắm. Thì
xuống luôn, nhảy cử ra đấy mà chết. Ok nhá mọi người nhá, bây giờ là chín là chắc chắn luôn, là mà không có gì chắc chắn. Thông phúc rồi mọi người ạ, thông phúc luôn. Ai da, đẹp lắm. Lâu lắm rồi mình có món ngon đây mọi người ạ, có món hấp dẫn điểm rồi đấy. Đấy, thì sao con Linh mà ăn đi, cái mâm lên cho cái mâm đây. Ok nhá, tuyệt vời nhá mọi người nhá. Bây giờ vào bắt đầu lên kia để thưởng thức nhá. Ê, ok nhá mọi người nhá, bây giờ sẽ bắt đầu xem là cái này nó chín chưa. Đầu tiên là phải xem nó chín chưa đã. Wow, à cũng chín đấy, nó chỉ bị trắng cái phần đoạn này là tại vì đoạn này nó rau củ quả à, mọi người nhá. Xem phần dưới nhá. Ui giời, ui rồi ôi, trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. 2, 3, vô. Nào, bây giờ sẽ đẹp thế mọi người ơi, xỉa nó ra nhá. Wow, ngon không? Quá ngon luôn. Ai, ta xin một miếng. Có rau ạ. Có rau cầm đi bạn. Con cháu cầm cho đấy bảo. Này con cầm đi. Cháu bảo nhá. Con thổi đi. Con ăn đi. Ăn xem nào, ăn được không? To á, to cầm cặn này nè. Hả? Ngon lắm. Chặt đôi á, hay chặt đôi á? Chặt đôi á. Ừ, có. À, được, nè. Con á. Rồi, cháu bảo, thổi đi nhá. Đấy, cho màu đi. Em hai dạy luôn. Mà dạy tố quá. Ăn thì ngại chết. Ngại chết à? Đấy. Đây. Chuyện là BBQ chị, nhá. Chuyện đấu nhá mọi người nhá. Với tất cả mọi người nhá. Ở bên trong này vẫn còn hơi đỏ đỏ mọi người ạ. Nhưng mà thịt nó là chín rồi đấy. Đỏ xương không? Tại vì đỏ là mọi người biết tại sao. Rau củ quả nó để bên trên. Rau củ quả nó để lên trên. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay là khánh thành của nhà mới của anh em mình này. Mời mọi người nhá. Ngon. Ngon, ngon. À, nó tóm này, tóm đến nước chanh ngon nha mọi người nha. Ui. Có lẽ là nó có mùi dứa. Ngon không Thi? Ngon không? Ngon gì thế nào? Ngon để cũng này. Đáng nhiên ra mình không nên cho rau củ quả lên trên. Thì nó chín, nó sẽ chín nhanh hơn, chín mạnh hơn. Rau củ quả vẫn còn sống à. Nhưng mà dứa chắc là ăn được rồi. Dứa chín rồi. Dứa thì vẫn chín sẵn. Xem cái củ nào trên đầu cũng không chín luôn. À đây, củ khoai tây này thì chín. Hơi chín rồi, chưa chín hẳn. Ớt đặc cơ đây á. Ngon. Ăn miếng rau sống. Ăn miếng rau sống. Làm được không? Lứa rau sống đầu tiên nhà chồng mọi người ạ. Ngon. Rau sạch quá. Không có rau đâu. Ngon luôn. Mới phun thuốc được một tuần, xong chưa kịp bấu à? Mới phun thuốc được 3 ngày. Phần ngon nhất là cái phần mảng trên này, tại vì nó tiếp xúc với lửa trực tiếp nhiều nhất. Cái phần sườn này, chỗ này thì nó tiếp xúc với lại rau củ quả, thế nên là nó chưa được chín lắm. Chỗ này là chín nhất này, ngon nhất này. Nó đi đỏ trong xương này ạ, ở ngoài thì chắc lắm. Chín hết. Ngon không Thi? Ngon không? Ngon. Ngon. Bố hỏi. Ngon không? Ngon. Này, lấy miếng nào rồi. Ngon luôn. Ngon lắm. Tớ đang ngậm xương.
Xin nó ngày trước này, ngày nhỏ nhỏ lúc nó hơn 2 tuổi nó quay thì nó hay nói lắm, nhưng mà bây giờ ngại, biết ngại ống kính rồi đấy. Biết ngại ống kính rồi đấy. Bắn ngon luôn. Tuyệt vời. Nhiều thịt cực quá, nhìn cân này. Tôi em làm nhau. Bạn dạy người nhiều thịt lắm rồi ạ. Có. Chín ngặm không? Ngặm không? Tôi đi ngặm mà không chung không? Ây da. Hấu lắm. Number one. Hấu lắm. À đây đây. Đây. Anh Tý nó bảo đây này. Tùy. Gắt tùy à? Cóc lắm. Rồi. Như kiểu ốc luôn mọi người ạ. Chín ăn không chín rồi. Này này. Đây mới là đẳng cấp này mọi người ạ. Béo. Tùy ơi. Ăn nó xuống á. Ngon mọi người ạ. Đấy. Nó này ngon.